Xin chào các bạn. Trước mặt mình là một chiếc Airbus A320 của hãng AirAsia đang tiến vào bãi đỗ sau khi hạ cánh. Mình dự định sẽ quay time lapse toàn bộ quá trình boarding của chiếc máy bay này để xem một chiếc máy bay sẽ sử dụng những dịch vụ mặt đất gì sau khi hạ cánh và trước khi cất cánh. Các bạn hãy cùng chờ xem nhé. Đây là một chuyến bay quốc tế nên khi đỗ ở nhà ga quốc tế sẽ có ống lồng cập cửa máy bay để hành khách lên xuống. Thêm 2 chiếc xe băng truyền đang cập cửa vào hàng bên dưới máy bay. Đây là lúc các hành lý ký gửi của hành khách sẽ được mang xuống máy bay. Trong khi đó thì một chiếc xe dolly kéo hành lý của hành khách ở chiều đi cũng đã đến bên cạnh máy bay, sẵn sàng để chất hành lý lên khoang hàng của máy bay. Hãng AirAsia Malaysia là một trong những hãng có thời gian boarding nhanh nhất ở sân bay Nội Bài. Máy bay của hãng thường chỉ đỗ ở sân bay khoảng dưới 1 tiếng và sử dụng tối thiểu các dịch vụ mặt đất ở sân bay. Ví dụ như máy bay sẽ mang đủ nhiên liệu cho cả 2 chiều nên không tiếp nhiên liệu ở sân bay Nội Bài. Bây giờ thì hành lý của hành khách chiều đi đã được tải lên máy bay. Đó, các dịch vụ mặt đất của hãng AirAsia đơn giản chỉ có vậy. Bây giờ thì xe lai rát đã xuất hiện phía trước máy bay và thanh đẩy đã được lắp vào càng bánh trước của máy bay, chuẩn bị để đẩy lùi máy bay. Cửa khoang hàng của chiếc A320 đang được đóng và nhân viên mặt đất đang đi thu dọn các cọc tiêu cảnh báo xung quanh máy bay. Chiếc A320 của hãng AirAsia chuẩn bị được đẩy lùi. Trong khi đó thì một chiếc A321neo của hãng Vietjet Air đã được đẩy lùi trước và hiện tại nó đang chắn vị trí phía sau chiếc A320 của AirAsia. Bây giờ chiếc A321neo của hãng Vietjet Air xuất phát trước thì chiếc A320 mới có thể đẩy lùi. Bây giờ thì ống lồng ở sân bay quốc tế Nội Bài đã được thu lại. Các hành khách và tổ bay đã lên hết máy bay. Chiếc máy bay chuẩn bị được đẩy lùi. Trong khi chiếc A320 của AirAsia còn chưa chạy taxi thì một chiếc A320 của Lào Airlines đã chám vào vị trí đỗ của nó. Mình cũng sẽ quay time lapse toàn bộ quá trình boarding của chiếc A320 Lào Airlines. Nhưng trước đó chúng ta cùng theo dõi pha cất cánh của chiếc A320 AirAsia. Và đây là pha chạy đà cất cánh của chiếc A320 hãng AirAsia. Trở lại với chiếc A320 của hãng Lào Airlines. Chúng ta cùng xem chiếc máy bay này sẽ sử dụng các dịch vụ mặt đất gì nhé.
Nhìn sơ qua cũng có thể thấy phong phú hơn máy bay của hãng AirAsia rồi. Hãng này sử dụng dịch vụ mặt đất của công ty Viat, còn AirAsia thì sử dụng dịch vụ mặt đất của công ty HGS Hà Nội Ground Service. Ngoài ra thì chiếc A320 của Lào Airlines còn tiếp nhiên liệu tại sân bay Nội Bài và sử dụng dịch vụ của công ty cổ phần xuất ăn Nội Bài, Nội Bài Catering Service. Chính là chiếc xe đang nâng thùng lên để tiếp cận cửa phía sau của máy bay. Bây giờ thì hành lý ký gửi của hành khách đã được mang xuống hết và xe tiếp nhiên liệu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Một chiếc xe dolly kéo 3 thùng ULD chở hành lý ký gửi của hành khách chiều đi cũng đang tiếp cận máy bay. Các hành lý đang được mang lên khoang hàng của máy bay theo xe băng chuyển phía sau. Băng chuyển phía sau cũng đã rời đi và xe Lightjet đã xuất hiện phía trước máy bay. Chiếc A320 của Lào Airlines đã chuẩn bị được đẩy lùi. Ống lồng cũng đang được thu lại. Và đây là pha đẩy lùi chiếc A320 của Lào Airlines. Đây là pha chạy đạp cất cánh của chiếc A320 Lào Airlines. Chiếc này có quãng đường chạy đạp rất ngắn và nó đã rời khỏi mặt đường băng sân bay quốc tế Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.